Xin chào tất cả các bạn, theo như nhiều thông tin chim lợn mà mình vừa nhận được thì sẽ có một streamer rất là nổi tiếng sẽ tới Hàn Computer để build máy và build máy đấy để về stream luôn, nâng cấp hệ thống máy stream của streamer ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống xem streamer đấy là ai nhá. Em nghe tin anh sẽ qua bên máy rồi, thế nên là em ra đến đây đó luôn. Và tình hình là anh bưu máy ở đây rồi. Đúng rồi, đến đây mình anh bưu cái bộ máy để chuyển từ làm stream. À rồi, là anh sẽ là stream. Và anh sẽ là stream từ bây giờ đúng không? Đúng rồi, thì em xem nói chung là một số game nó khá lạ luôn. Hiện nay đây là nâng cấp lên bộ máy mới. À em xem anh stream thì hầu như em thì thấy anh stream từ bây giờ là nặng nhất rồi. Thì anh có thể cho em xem một chút để em biết một chút để như là khoảng tiền mà anh sẽ build khoảng bao nhiêu. Khoảng 50 triệu. 50 triệu. À, nếu mà anh build 50 triệu mà để stream từ bây giờ thì hiệu năng anh đã rất là dư rồi. Thì đây thì em sẽ dẫn anh qua đây để xem một chút về những linh kiện chúng ta sẽ lựa chọn. Thì ở đây thì anh nhìn ở bên trên này thì chúng ta sẽ có là CPU. Mà để stream game thì em nghĩ là anh nên lựa chọn Intel là tốt nhất. Bởi vì Intel luôn luôn trong những năng chơi game cực kỳ ngon trên tầm giá. Và em nghĩ là với khoảng tầm 50 triệu của anh thì chọn i7 là đẹp nhất rồi. Và i7 thì chúng ta chọn i7 8700K max ping của để chơi game luôn. Đây là con CPU chơi game ngon nhất mà anh có thể tìm được trong tầm giá tầm dưới 10 triệu. Trong ca thì là đúng rồi, với dòng ca thì ngoài khả năng ép xung ra thì mặc định xung nhịp nó đã cao rồi. Thế nên là anh về chả cần phải vọc vạch gì là đã có thể chơi game ngon rồi. Thì về CPU thì anh có thể chọn i7 8700K. Và về ổ cứng thì đây ổ cứng di động thì anh chơi game thì chắc là cũng không cần đâu. Và về phía sau này thì anh sẽ có thể lựa chọn là về cảm đồ họa. Đây thì có rất là nhiều cảm đồ họa mà anh có thể lựa chọn. Nhưng mà với nhu cầu của anh ấy thì em nghĩ với việc stream từ bây giờ thì anh nên chọn từ 1070 trở lên. 1070 trở lên thì mới đủ hiệu năng để anh có thể stream từ bây giờ. Và với tầm giá 50 triệu em nghĩ là anh có thể chọn luôn là 1080 Ti. Lần cấp hệ thống máy móc lên để cho chơi game lúc mà giải trí mượt mà. Em nghĩ là kiểu như là anh mà đã có ý định là nâng cấp rồi thì nâng thẳng lên 1070 Ti thì sẽ là ngon hơn. Kiểu nâng lên 1070 Ti nó sẽ hơi kiểu như là lỡ lỡ một chút. Và nếu mà anh có thể xem qua thì đây sẽ có là 1070 Ti của Galaxy. Đây là con một trong những con có giá rất là rẻ để tặng. Mặc dù 1070 Ti nhưng mà giá của nó ngang con 1070. Hoặc là anh chọn 1080 Ti thì đây sẽ là 1080 Ti to hơn rất nhiều, nhưng mà tiền nó cũng sẽ to hơn. Nhưng mà em nghĩ là với bộ PC của anh tầm giá 50 triệu thì nhưng mà đề cao về RGB rồi là về nói chung em nghĩ là nếu mà anh lựa chọn của Asus thì sẽ là ngon hơn, vì với Asus thì anh sẽ có khả năng đồng bộ LED RGB rồi là hiệu năng cao mắt. Và về cạc đồ họa thì chắc là anh sẽ lựa chọn là 1080 Ti để cho PC 50 triệu của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua về mainboard. Và trước khi đến qua mainboard thì em sẽ cắt cái này ở đây. Đây sẽ là gian bom chủ. Anh nhìn thì sẽ rất hơi, nó sẽ hơi rối một chút bởi vì nó sẽ phải phù hợp với cả CPU các thứ nữa. Nhưng mà ở đây anh đang lựa chọn là i7-8700K. Bây giờ cạc là Asus ROG Strix GTX 1080 Ti. Thì em nghĩ là Asus luôn cho nó đồng bộ. Thì đây sẽ là tất cả những con Asus. Nhưng mà để phù hợp với cả con 870K thì em nghĩ đây sẽ là một mẫu bom chủ rất là phù hợp với các anh. Thì chính là Asus Z370 của Asus. Dòng Strix thiết kế nó bao đẹp đây. Thì với bom chủ này anh có thể gần như là cân mọi vi xử lý rồi. Nhưng mà vi xử lý em chọn cho anh là Max Ping thì nó còn cân được, thì không có gì nó không cân được. Và bom máy chủ thì có thể là em sẽ nói qua thì thôi, bởi vì nói chi tiết thì nó sẽ là hơi nhiều vấn đề một chút. Và bên kia sẽ là vỏ cây, thì em và anh có thể đi qua bên đấy một chút để xem anh sẽ lựa chọn vỏ cây như thế nào để phù hợp với cả cấu hình mới. Đây sẽ là khu vỏ cây, ở phía bên kia cũng là vỏ cây, còn ở đây cũng là vỏ cây. Và anh còn nhìn xung quanh đây anh có thể thấy là một chiếc vỏ cây nổi bật nhất, một chiếc màu trắng ở đây, trắng như ngọc trinh. Em sẽ lựa chọn cho anh một cái vỏ cây như thế này bởi vì nhìn nó không phải rườm rà, nhìn nó rất là đơn giản và nhìn nó có thể phù hợp với cả nhiều người. Rất nhìn thực tế đấy, khi nhìn xung quanh thì thấy đây cây này nhìn kính này đây, hầu như rườm vỏ cây nào cũng kính, kể cả con của bạn này cũng kính luôn.
anh mà có khoảng 100 triệu thì anh có thể mua con tủ lạnh này. Nhưng mà em nghĩ là mua con này sẽ hơi to. À, đây, với cái con NZXT S340 Elite này thì nó sẽ phù hợp với anh hơn. Vì nhìn nó trắng, đẹp, có thể nhét được tất cả mọi thứ vào bên trong. Kể cả anh có nhét cả nước vào, anh vẫn có thể nhét được. Đây, một bên của nó sẽ có kính cường lực thì sâu ra cái led được để bên trong, rồi là linh kiện bên trong như thế nào. Và anh có thể nhìn nó rất là đẹp. Cây NZXT màu trắng. Và về vỏ cây thì sẽ là như vậy. Và anh đã có được về CPU rồi, VGA rồi, mainboard rồi, rồi là vỏ cây. Thì bây giờ anh sẽ còn thiếu là về cái ổ cứng SSD hoặc là còn một ổ HDD nữa. Rồi còn một cái nữa là về bộ nguồn. Thì bộ nguồn thì em có thể được đề hợp tư vấn cho anh luôn. Em nghĩ là em mà dẫn anh đi xem nó sẽ là hơi đau đầu một chút. Về bộ nguồn thì, đấy, thì bộ nguồn em sẽ có thể lựa chọn cho anh là một bộ nguồn thiết kế kiểu module, có nghĩa là dây nó tháo lắp được thì anh sẽ có thể đơn giản trong việc lắp đặt hơn. Thì đó sẽ là bộ nguồn là Seasonic S620. Chỉ cần công suất 620W thôi là anh có thể cân được cả gọn công suất TI với cả i7-87K rồi. Cần một nguồn như thế là anh có thể sử dụng. Và về ổ cứng thì anh sẽ là stream game nhiều. Chơi game nhiều thì anh sẽ là cần lốp phần mềm nhanh, rồi cần mở PUBG nhanh, rồi kiểu như là anh vào game trước là anh có một lợi thế nhất định rồi. Thì anh có thể lựa chọn là ổ cứng SSD NVMe. Và NVMe mà đỉnh cao nhất là của Samsung thì anh có thể lựa chọn là con 970 Evo của Samsung. Thì anh chọn những ổ cứng như thế thì anh sẽ có một lượng hình nhất định trong quá trình lướt game. Và lúc mà anh stream thì nó cũng sẽ ổn định hơn là việc anh dùng ổ cứng cơ thông thường. Nhưng mà ổ cứng cơ thì chắc chắn là anh sẽ không thể nào thiếu được, vì anh cần dung lượng chữ nhiều. Đúng rồi. Thì anh có cần một dung lượng mình nhiều không? Kiểu chơi game ấy, hay là anh máy chỉ chơi game thôi nên là không có đủ một tên nào. Nếu mà đầu định kiểu như là nếu mà anh chỉ có chơi game thôi thì khoảng tầm ổ HDD khoảng tầm 1TB là đã khá là dư dùng rồi. Nhưng mà nếu mà anh có làm cả video hay là edit video các thứ thì sẽ phải cần một cái ổ cứng lớn hơn. Nhưng mà với nhu cầu của anh chỉ có stream game, chơi game các thứ thì em nghĩ là một ổ SSD 250GB với cả một ổ HDD 1TB là đã rất phù hợp với cả nhu cầu của game thủ rồi. À đúng rồi, em quên mất. Còn một cái nữa mà anh cũng sẽ phải cần, nếu mà không có anh không thể nào mà chạy được, đấy chính là về RAM. Bộ nhớ RAM. Đấy, giờ em tư vấn mà em quên mất. Về bộ nhớ RAM thì anh có thể chắc là em chọn luôn cho anh thôi. Đấy chính là em mới chọn là kit RAM đẹp nhất hiện nay và được nhiều người dùng lựa chọn nhất hiện nay. Là kit G-Skill Chieftain Z RGB. RAM cực kỳ ngon và anh nhu cầu stream game mà không làm bối bãi. Chỉ còn khoảng tầm 16GB đã làm bét nhè rồi. Đấy, thì tổng tất cả tầm hơn 50 triệu một chút. Và với như là chương trình của bên em ấy, chương trình của bên hãng computer bên em thì sẽ khi anh mua một bộ PC mà có mức giá từ 50 triệu đến 80 triệu anh sẽ được tặng tản nhiệt nước. Đấy, thì có nghĩa là nãy giờ em chưa chọn tản nhiệt cho anh, bởi vì em build cấu hình cho anh là em tính luôn là anh sẽ tặng tản nhiệt nước. Bộ tản nhiệt nước này là của NZXT luôn, Kraken X52, và anh có thể gắn luôn vào cây của NZXT thì nó sẽ là rất là đồng bộ. Đấy, và tản nhiệt đấy có led RGB cực kỳ đẹp. Thế nên là nhìn bộ cây như này thôi, nhưng mà khi lắp vào thì led RGB nó sẽ lên rất là lung linh. Và tổng tất cả những linh kiện đấy lắp vào đây nhìn nó đẹp mê man luôn. Và ngoài ra thì hiệu năng stream của anh cũng rất là ngon nữa. Và nếu như anh chốt cấu hình đấy thì em có thể mời anh qua đây để thanh toán. Sau khi xuất kho tất cả những linh kiện của anh thì nó đang được đặt trên studio của em ấy. Khách đặc biệt, thế nên là lắp đặt theo kiểu đặc biệt. Và đây sẽ là cái phiếu bảo hành của anh, và nó sẽ ghi sẵn thời hạn bảo hành của anh các thứ, có nghĩa là nếu như vẫn còn trong thời hạn bảo hành anh sẽ được, anh cứ mang qua đây thì chắc chắn anh sẽ được bảo hành. Nó sẽ ghi thời hạn của từng linh kiện ở đây, ví dụ như là đây main, rồi là chip các thứ 3-6 tháng, nghĩa là 3 năm, rồi có một số cái như là nguồn này, rồi là đây tản nhiệt anh sẽ có bảo hành là 60 tháng, nghĩa là khoảng 5 năm, thế nên là anh cứ yên tâm sử dụng. Và nếu như có vấn đề gì thì anh cứ mang qua trung tâm bảo hành của công ty thì mọi vấn đề của anh sẽ được giải quyết rất là nhanh. Và bây giờ thì mời anh đi lên studio của em, là máy linh kiện. Linh kiện của anh đang được đặt ở đấy.